Hello mọi người, chủ đề video ngày hôm nay đó là chọn thư viện UI nào cho dự án React.js Thì chúng ta đã được biết là React.js nó có một cái khuyết điểm CSS nó Global Scope, nó không có cái Component Scope ấy Có nghĩa là các bạn CSS ở cái page A, các bạn qua cái page B Thì CSS ở page A nó vẫn ảnh hưởng đến cái thằng page B Làm cho cái page của chúng ta nó bị xê dịch, nó bị lỗi tùm lum tùm la về mặt CSS đi Mấy cái điều này là thực ra nó không có đáng có Nhưng mà thằng React.js yes, nó không có fix cái vấn đề này Chúng ta có thể fix bằng những cái thư viện ở ngoài nha Cá nhân React.js yes, thì nó không có fix à, Nếu như mà so với Vue hay là Angular ấy, thì mấy cái ông kia fix rất là easy Nó nằm sẵn trong cái framework của họ luôn Còn React.js yes, nó định hình nó chỉ là một cái library thôi Nên là nó không có những cái tính năng đấy Ok, rồi tiếp theo ấy Khi mà chúng ta chọn một cái thư viện UI thì cái thư viện UI này nó sẽ đi đến cùng cái dự án của chúng ta luôn nó sẽ đồng hành của chúng ta trong suốt cái chặng đường chúng ta cốt cái dự án vì thế nếu mà các bạn chọn sai thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ dự án ảnh hưởng đến cái chất lượng cốt ảnh hưởng đến cái file build của chúng ta rồi thì ở đây mình có phân loại ra một số cái thư viện CDS mà các bạn có thể tham khảo ở đây thì ngồi kia nó có rất là nhiều nhá nhưng mà mình chỉ liệt kê ra những cái thằng phổ biến nhất thôi đầu tiên đó là viết CDS bằng js thì cái cách này nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của cái thằng React.js đó là Global Scope CSS nhưng mà cái cách này nó cũng có một khuyết điểm nha mọi người cách này nè mình sẽ mở cái file à, style component đây viết CSS à, bằng JavaScript thì mình sẽ ví dụ ở một cái đây ví dụ như các bạn muốn CSS cho một cái button thì các bạn phải tạo ra một cái component Nó có tên là Bút tình hoặc là cái gì đấy cũng được Và các bạn sẽ cd cho cái bút tình đấy Viết như thế này Viết sang kẽ JavaScript vào trong Thì Viết như thế này thì cũng được Cá nhân mình thấy thì viết như thế này cũng được Nhưng mà nó sẽ có khuyết, cái khuyết điểm đó là um, Các bạn Phải tạo ra thêm một cái component nữa Rồi khi mà các bạn View trên cái View trên cái này để mình view thử view trên cái hệ thống component của React thì họ tạo ra đây nó tạo ra những cái component forward ref như thế này này nhìn nó không có đẹp đẹp mắt nhìn nó không có hay cá nhân mình thì ngày xưa thì mình dùng cái này dùng cái này nó khắc phục được cái nhược điểm của React JS nhưng mà sau rồi à, khi mà mình biết đến Tailwind thì mình không có còn dùng cái cách này nữa dùng cách này đây nhìn vô cái hệ thống cài cùng bên nó không có đẹp và cốt thì mình cốt như cái này nó cũng lâu nữa thì đây ngoài ra thì có cái thằng emotion đó thì emotion này thì ít phổ biến hơn cái thằng star Covenant thằng này là phổ biến hơn đấy tiếp theo là cái cú pháp mở rộng ced đúng không cú pháp mở rộng ví dụ như là viết bằng sas này viết bằng less này thì hai cái thằng này thì nó cũng giống như là viết ced thông thường thôi chỉ là nó viết xong rồi nó build ra ced đấy thì chỉ là một cái cú pháp mở rộng thôi à, còn phía dưới cùng chúng ta sẽ có cái thằng ced module à, ced module này là chúng ta viết ced viết CSS nha, viết CID, hoặc là viết SART, nhưng mà nó vẫn fix được cái vấn đề global scope của React JS. À, CSS module thằng này thì khá là hay. Thằng này theo mình thì à, viết sướng hơn so với style của Biden. Đây, thì các bạn viết giống như là viết CSS thông thường thôi. Nhưng mà khi mà các bạn dùng thì các bạn import cái file CSS giống như là một cái JSON và các bạn dùng nó sẽ tự handle về cái vấn đề global scope cho các bạn. Đấy, thì đây là CDS module nha. Bạn nào mà còn biết uh, CDS uh, global scope, viết theo kiểu thuần thì nên tham khảo với thằng này nha. Thằng này thì chúng ta chỉ chuyển nó qua một tí xíu thôi chứ không có uh, thay đổi hoàn toàn code của các bạn đâu. Đây là CDS module. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái thư viện behavior. Thì thư viện behavior là gì? Ở đây mình có ba ông, ví dụ như là ông Radis này, ông Helios, UI và ông floxin UI mình ví dụ như ông Radix Radix có nghĩa là một cái component nó là một cái thư viện nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái component ví dụ như là dialog này hoặc là drop down menu này hoặc là pop hover này thì những cái thằng này ấy nó không có khó một người tạo ra những cái component này nó không có khó nhưng mà nó sẽ khi mà chúng ta tự tạo ấy nó sẽ gặp ra rất là nhiều vấn đề những cái vấn đề mà các bạn không thể hình dung ra được cho đến khi các bạn gặp lỗi ví dụ như là những cái option này nhé khi mà các bạn sau nó ra như thế này nếu mà các bạn cốt không đúng ý, thì các bạn sau ra như thế này sẽ bị những cái element khác nó đè lên nó làm cho cái option của chúng ta nó bị mắc đấy là một cái vấn đề nhé hoặc là những cái dialog này chẳng hạn đôi lúc các bạn sau dialog nhưng mà nó chỉ sau được một tí thôi nó bị thằng khác đè lên đấy là một cái vấn đề nữa. nói chung là có vô vàng cái vấn đề khi mà chúng ta gặp thì chúng ta mới biết được. nên là nếu mà chúng ta dùng những cái thư viện như thế này thì nó giúp chúng ta handle những cái vấn đề đấy. thì những cái thư viện như là radix thì ông này nó unstyle uh, có nghĩa là nó không có style nó không có css gì cả trong này cả. tự các bạn css nó chỉ handle cho các bạn về mặt javascript thôi. vì thế nên là các bạn có thể uh, tăng cái tính uh, custom cho cái dự án của chúng ta đúng không nếu như mà nó sẽ đấy sẵn ấy thì đôi lúc cái sẽ của nó nó không phù hợp với cái design của chúng ta thì sao đúng không ạ đấy đó là radix tiếp theo mình sẽ uh, có một cái thư viện đó là floating ui thì cái floating ui này là một cái thư viện low level thì mấy cong này toàn là low level cả mọi người đây, low level là một cái thư viện cấp thấp ấy, nó dùng để code những cái element ví dụ như là tooltip nè, hover, drop down menu thì đây. À, đó. Ví dụ như nó giúp chúng ta handle mấy cái đặt tooltip như thế nào cho nó chính xác, nó sẽ tự tính cái position top left cho chúng ta luôn. Hoặc là cái tooltip khi mà chúng ta scroll đây thì nó sẽ không bị mắc, nó vẫn sâu đúng trên cái màn hình. Hoặc là nó flip như thế này. Thấy mọi người thấy không? Đó nó tự tính ví dụ như là khi mà mình scroll lên scroll gần đến khu vực này thì nó sẽ tự tính nó nhảy cái tuần tiếp xuống phía dưới làm sao cho mình thấy nó phù hợp nhất hoặc là cái drop down này đấy mọi người thấy không thì đây là những cái thư viện low level những cái thư viện này người ta gọi là thư viện behavior rồi à, để xem ngoài ra còn cái thư viện nào không Đấy, ngoài ra thì còn cái headless UI nữa thì thằng này là một cái thư viện nằm trong hệ sinh thái của uh, Tailwind CSS đây headless UI thì nó cũng giúp chúng ta tạo ra những cái menu drop down những cái list box những cái combo box các kiểu nhưng mà mấy cái này nó không có style nha nó không có CSS chúng ta phải tự CSS đấy ví dụ nhìn mấy cái này đấy ừ. rồi ok tiếp theo là những cái thư viện tổng hợp thì đây là những cái thư viện mà nó sẽ tổng hợp về mấy cái behavior này luôn rồi nó sẽ tự CDS sẵn cho chúng ta. Điển hình như là Bootstrap nè. Hmm. Bootstrap nó sẽ tạo ra sẵn những cái component cho chúng ta dùng luôn. À, mình ví dụ như những cái component như là alert Đây nó sẽ tạo sẵn, nó CDS sẵn, tạo sẵn như chúng ta dùng luôn. Hoặc là những ông như Material UI tạo sẵn chúng ta cứ vô import mà dùng thôi. Đây, Putin này. Có được cái hiệu ứng mà khi mà chúng ta click vào thì nó sẽ đó nó có một cái animation như thế này. Table, một cái table rất là nhiều chức năng, có thể sort, có thể phân trang, có thể select on tất các, các kiểu các kiểu trong cái table này. Thì đây là những cái thư viện tổng hợp. Thì những cái thư viện này nó sẽ giúp chúng ta cốt một cái dự án nó nhanh hơn rất là nhiều. Tiếp theo là cái thư viện tiện ích. Thì đây mình không biết <laughs> đặt cái tên nào cho những cái ông này. Thì những cái thư viện này nó giúp chúng ta quản lý C# giúp chúng ta chuyển cái kết cốt C# của chúng ta sang một cái kiểu cốt nó tiện lợi hơn. Thì đây là cái Tailwind C# chắc dạo gần đây thì các bạn nghe Tailwind C# rất là nhiều rồi đúng không? Ông này thì đã, đã cái đây mấy năm rồi mọi người ạ thì thay vì các bạn viết CSS trong một cái file CSS riêng hoặc là trong một cái file JavaScript giống như là, là style của burden, thì chúng ta sẽ viết CSS trong chính cái của của chúng ta luôn hoặc là trong chính cái file HTML luôn chúng ta không cần phải tạo một cái file mới và CSS của chúng ta nó sẽ nhiều như thế này mọi người nó sẽ là những cái class nhiều như thế này thì nhìn vô như thế này thì các bạn thấy rối chứ các bạn viết quen rồi ấy thì các bạn thấy nó bình thường à và khi mà các bạn viết CSS như thế này ấy thì các bạn sẽ đỡ được một cái kiểu đó là suy nghĩ cái tên làm sao cho nó semantic nó ngữ nghĩa suy nghĩ cái tên class ấy mọi người đôi lúc mình thấy suy nghĩ cái tên đấy nó còn lâu hơn sống việc mình cốt xe nữa mọi người trời ơi suy nghĩ cái tên rất là mệt rồi các bạn phải suy nghĩ đến mấy cái kiểu như là BEM, rồi à, những cái hệ thống quản lý xe đét kiểu cũ thôi 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 mình nghĩ là nên bỏ mấy cái kiểu đó đi cốt thì mấy cái kiểu này tiện lợi hơn rất là nhiều bảo trì cũng rất là dễ nữa thì sẽ có hai ông đó là ông Tywin và ông Windy thì hai ông này là hai ông điển hình nhất của cái phương pháp code theo thư viện tiện ích à. này, bên này người ta gọi là best practice luôn rồi đấy ok rồi vậy thì bây giờ chọn cái nào thì chỗ cái nào là tùy vào các bạn muốn gì nha chứ không phải là mình nói tốt về cái thằng Tywin là Tailwind là nó vô địch nó hơn tất cả mấy công còn lại không 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 phải nha mọi người chỗ cái nào là tùy vào các bạn muốn cái gì ví dụ như các bạn muốn cốt nhanh nhất nhanh có product và cái bảng design của các bạn ấy mà designer người ta thiết kế từ cái bộ kit thư viện ví dụ như designer người ta thiết kế từ cái material UI kit thì chúng ta cứ dùng material UI cho nó nhanh đấy hoặc là design của các bạn không yêu cầu chính xác về mặt design các bạn cốt khác cũng được không cần chính xác người ta chỉ mô tả ra một cái khung thôi thì các bạn có thể dùng những cái thư viện như là bootstrap material ui hoặc là Design code cho nó nhanh đấy code mấy cái thằng này là nhanh rất là nhanh luôn chúng ta không cần quan trọng hóa về mặt ui chúng ta cứ import cái component nó vào là chúng ta code thế là nhanh nhất rồi tiếp theo nếu như mà các bạn muốn code nhanh nhưng mà vẫn dễ maintain vẫn dễ custom code theo cái kiểu bên này thì không có dễ custom đâu nha mọi người custom nó rất là mệt đấy, còn code bên này thì code nhanh, dễ custom, uhm, dễ maintain thì các bạn trộn Tailwind CSS này à, cộng với các thư viện UI helper như là Floating UI hoặc là Headless UI hoặc là Radix cũng được. Đấy thì code theo kiểu này thì tất nhiên nó sẽ không nhanh như bên này, nhưng mà nó vẫn nhanh và dễ custom, nó sẽ trung hòa về những cái mặt bên này. Đó. Còn nếu như mà các bạn muốn tự custom hết mọi thứ cốt ngay từ đầu cốt ngay từ đầu cốt chay ngay từ đầu luôn ấy thì các bạn chọn cái thằng style component hoặc là css module thì cái khuyết điểm của cái cách này ấy là cái thời gian hoàn thiện sản phẩm rất là lâu rất rất là lâu luôn nha và cái thời gian bảo trì của các bạn nó sẽ mệt đi nó sẽ mệt đấy khi mà nhiều người tham gia ấy, thì cái chất lượng cốt css nó sẽ có cái xu hướng đi xuống nếu như mà chúng ta không có một cái ru chặt chẽ để quản lý cái điều này đó nên là khi mà các bạn chọn theo cái kiểu này thì các bạn lưu ý những cái vấn đề này nha Rồi còn khi nào chúng ta chọn CSS thuần hoặc là SCSS thuần Thì chúng ta muốn CSS của chúng ta nó có Global Scope Thì chúng ta chọn cái thằng SAS hoặc là CSS thuần Đấy đơn giản như thế thôi Muốn có Global Scope thì cứ biết theo kiểu nó thuần như thế Rồi và bạn nào mà chưa biết trong thực tế một cái dự án react người ta setup như thế nào thì có thể tham khảo cái khóa React.js Super Superclone TypeScript của mình thì đây là một cái khóa học mà khi mà các bạn học xong các bạn sẽ có được lượng kiến thức tương đương với 1 đến 2 năm kinh nghiệm so với các bạn lập trình viên ngồi kia quan trọng nhất các bạn sẽ học được cách để chinh phục được nhà tín dụng và đạt được cái mức lương là 20 đến 30 triệu đồng một tháng mình không nói điêu cái vấn đề này đâu nha và khóa này đang có khuyến mãi rồi khuyến mãi 800k đến một người và chỉ còn 4 ngày thôi nên là mọi người tranh thủ nha hết khuyến mãi thì giá nó sẽ quay về giá gốc đấy rồi thì trong cái khóa học này thì cái dự án cuối khóa thì chúng ta sẽ làm một cái dự án như thế này đây là một cái dự án Shopee Clone nha thì chúng ta sẽ làm những cái chức năng chính và chúng ta sẽ cốt giao diện bằng Tailwind CSS kết hợp với Floating UI mình sẽ bố trí làm sao cho nó khoa học nhất có thể và mình tin rằng cái cách bố trí của mình đôi lúc nó cũng khoa học hơn rất là nhiều so với những cái cấu trúc dự án mà các bạn gặp trong doanh nghiệp ngồi kia luôn ấy rồi, thì trong cái dự án này thì chúng ta sẽ code từ về mặt UI cho đến TypeScript xong rồi chúng ta sẽ viết unit test. Cái unit test này rất là nhiều khóa học một kia không có dạy bạn đâu nhé Và rất là nhiều doanh nghiệp ngồi kia người ta yêu cầu các bạn phải biết unit test. Đấy. Và thêm nữa đó là mình hướng dẫn các bạn thiết kế một cái storybook cho cái dự án của chúng ta. Thì storybook là một cái thư viện nó giúp chúng ta mô hình hóa các component làm sao cho người ta nhìn vào người ta biết là à cốt của thằng này nó có cái component này này cái dự án này nó có cái component này này mình không cần phải tạo lại một cái component mới nữa đấy là cái hay của storybook rồi thì mình chỉ <laughs> quảng cáo một tí xíu thôi nhá bạn nào mà chưa đăng ký thì lo đăng ký đi nhá hết tháng 11 này thì khóa học nó sẽ quay về giao cấp rồi đấy rồi chào mọi người nhá